Hiện trường vụ sạt lở ở Đà Lạt, hai người bị vùi lấp được tìm thấy dưới hai khối bê tông. Vụ sạt lở lượng lớn đất đá ở phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng làm hư hỏng một số ngôi nhà, vùi lấp hai công nhân đang nghỉ trong lán và năm người dân khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 29 tháng 6, tại hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt xảy ra vụ sập ta luy do mưa lớn. Vụ sạt lở làm sập và hư hỏng một số căn nhà trong khu vực. Đặc biệt, có hai công nhân ngủ lại lán trại để trông coi công trình bị vùi lấp là bà NTHV, sinh năm 1978 và ông BK, sinh năm 1976 cùng trú tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, tại ngôi nhà bị nghiêng gần đó, có 5 người đang sinh sống. Phát hiện sự việc, 3 người trong nhà đã kịp thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 6, lực lượng chức năng đã giải cứu những mắc kẹt ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, 5 trường hợp nhập viện liên quan đến vụ sạt lở, có 2 người đã ổn định chuẩn bị xuất viện, 3 trường hợp còn lại đang được bệnh viện theo dõi, điều trị. Được biết, ngoài công trình đang thi công và ngôi nhà có 5 người sinh sống trên, các ngôi nhà còn lại trong khu vực ảnh hưởng vụ sạt lở hiện chưa có người ở. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn. Hai nạn nhân bị mắc kẹt trong một cái khối đất đá, ở một bên là một cái bờ bê tông, một bên là đất đá dồ từ trên cao xuống. Lực lượng cứu hộ đang tiếp cận khu vực có hai nạn nhân một cách là cẩn thận. Phía xa là có một số cán bộ đang mặc áo blue trắng, đây là lực lượng pháp y đang đến hiện trường. Rồi có vẻ như là nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy. Thưa quý vị, có vẻ như là phép màu đã không xuất hiện. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã thắp thêm một nén nhang nữa cho những nạn nhân đang bị mắc kẹt trong cái vụ sạt lở đất. Hai nạn nhân bị mắc kẹt trong một cái khối đá rất là lớn. Bây giờ lực lượng chức năng phải tìm cách để dùng dây chuyên dụng để tải hai cái khối đá ra khỏi cái khu vực có hai người bị nạn, từ đó mới có thể đưa được ra ngoài. Lực lượng chức năng gồm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng khác đang rất là tích cực để tìm kiếm các nạn nhân. Hiện tại hai nạn nhân bị mắc kẹt trong một khối bê tông rất là lớn và lực lượng cứu hộ cứu nạn đang hết sức cố gắng để đưa được hai nạn nhân ra ngoài trước buổi chiều, có thể vì buổi chiều có thể là sẽ mưa làm cho công tác cứu hộ cứu nạn sẽ trở nên khó khăn. Có mặt tại hiện trường, chỉ huy trực tiếp là trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và đôn đốc tại hiện trường đó là phó giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng. Tất cả các diễn tiến tại hiện trường đang được ban giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng theo dõi rất là sát sao để chỉ đạo kịp thời.